nước quê hương ra bố ra mẹ có xứ không, cuộc sống nơi đất khách quê người giúp ta trưởng thành hơn, chờ một tương lai tươi sáng đêm Việt Nam đi khắp muôn nơi. Đừng nghĩ du học chỉ nhà giàu, bao nhiêu học bổng hỗ trợ du học nối tiếp nhau, trí thức mênh mông trời biển thật khó chinh phục, chỉ cần kiên trì rèn luyện nắm bắt cơ hội đúng lúc. Đừng nghĩ du học là xa vời, những băn khoăn ngờ vực chỉ vì chưa gõ cửa đúng nơi, tìm đâu cho được người bạn đồng hành đáng tin cậy, Sunrise sẵn sàng tư vấn đưa bạn đi khắp đó đây. Hãy nghĩ du học là đầu tư, đánh cược bằng tiền bạc thời gian lẫn cần cù, thêm nhiều kiến thức thêm nhiều cơ hội, ước mơ chấp cánh, sống được vẻ vang, sống được mang tên tuổi sáng dài. Xin chào các bạn, mình là Quang Linh, hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 tại trường quản trị khách sạn Blue Mountains. Trước hết thì khi mình đi du học thì theo mình quan trọng nhất chính là chuẩn bị phần tâm lý. Vì khi mà các bạn đi xa nhà, đến một đất nước xa xôi hàng mấy nghìn km mà sẽ không thể về gặp bố mẹ được trong một khoảng thời gian dài, có một cái tâm lý rõ ràng, có một cái mindset chính xác về việc là mình đang hy sinh một khoảng thời gian xa nhà một chút để mình có thể giành lại được nhiều hơn là những cái thành công về sau trong cái quãng đường học tập cũng như là làm việc của mình. Cái thứ hai mà mình muốn nói đến đấy là có những cái hành trang, mà hành trang ở đây không phải là cái ba lô hay là những bộ quần áo đang mặc, hành trang đây là hành trang kiến thức, hành trang văn hóa. Thì khi mà đến một cái đất nước khác thì cái những cái cư xử của họ, nhất là một đất nước phương Tây, thì các cái cách nói chuyện cũng như là cách mà họ sống sẽ khác biệt rất là nhiều so với những cái mà bạn đang trải nghiệm hàng ngày. Còn cái việc này gây nên một cái tình trạng mà mình đã từng gặp, đó chính là culture shock, là sốc văn hóa. Thì cái việc sốc văn hóa này nó đối với mình thì nó để lại cho mình một khoảng thời gian khá là trống trải, khá là cô đơn. Nhưng mà khi đấy mình nhận ra là khi mà mình đã hiểu rõ cái văn hóa của họ hơn thì mình sẽ blend in, mình sẽ hòa hợp với cái văn hóa của họ, trở thành một phần văn hóa của họ. Như thế là mình đã có thể sống trên hai nền văn hóa, trở thành một con người văn minh và công dân toàn cầu. Để mà đi Úc thành công thì chắc chắn các bạn sẽ phải có visa và một bộ hồ sơ hoàn chỉnh. Thì hồ sơ của Úc trong vài năm trở lại đây thì theo mình được biết hiện đang là khó gần như là nhất thế giới. Vậy nên là để có được một cái hồ sơ và visa, mình không phải lăn tăn, thì mình nên có những cái sự hỗ trợ từ một bên tư vấn du học, thì họ sẽ giúp cho mình hơn, nhiều hơn, thì mình sẽ không phải bỏ quá nhiều thời gian để tìm hiểu vấn đề nữa. Đối với bản thân mình thì hiện nay mình đang được công ty Sunrise tư vấn, mình cảm thấy vô cùng hài lòng. Trước hết là về hồ sơ của mình hoàn toàn không hề có vấn đề gì cả, mọi thứ rất là êm ái, mượt mà. Và hơn nữa là mình được các chị tư vấn bên Sunrise hỗ trợ rất nhiều, không chỉ trước mà còn trong quãng thời gian mình đang đi du học. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc với quyết định này. Xa vời, những băn khoăn ngờ vực chỉ vì chưa gõ cửa đúng nơi, tìm đâu cho được người bạn đồng hành đáng tin cậy, Sunrise sẵn sàng tư vấn đưa bạn đi khắp đó đây. Hãy nghĩ du học là đầu tư, đánh cược bằng tiền bạc thời gian lẫn cần cù, thêm nhiều kiến thức thêm nhiều cơ hội, ước mơ chấp cánh, sống được vẻ vang, sống được mang tên tuổi sáng dài.